Mời quý vị theo dõi chuyên mục giáo dục hướng nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành kèm theo thông tư số 05/2017. Quy chế được giữ ổn định cho đến năm 2024 này. Trên cơ sở quy chế này, từ tháng 1 năm 2024 đến nay, hầu hết các trường đã công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy, thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2024. Trong đề án này, ngoài thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo, chi phí đào tạo, tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm 12 tháng sau tốt nghiệp, các trường còn quy định cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh theo từng phương thức xét tuyển. So với năm 2023, đề án tuyển sinh đại học, các phương thức xét tuyển năm nay có điểm gì đáng lưu ý? Tuyển sinh là một hoạt động quan trọng giúp các trường đại học khẳng định được vị thế của mình. Làm thế nào để thu hút thí sinh vào các ngành học của trường trong xu thế cạnh tranh? Công tác tuyển sinh ngày càng được các trường đại học chú trọng và trở thành cuộc đua nhiều màu sắc. Năm nay, cuộc đua tuyển sinh của các trường đại học diễn ra sớm hơn mọi năm khi ngay từ tháng 1 đã có nhiều trường công bố đề án tuyển sinh năm 2024. Nhìn chung, trong đề án tuyển sinh, các trường cơ bản giữ ổn định phương thức xét tuyển, nhưng có trường thêm, bớt điều kiện, có trường điều chỉnh và thêm phương thức xét tuyển, hoặc có trường thay đổi cách thức xét trong một phương thức. Do đó, các thí sinh cần xem xét nghiên cứu kỹ lưỡng đề án tuyển sinh của trường mà các em muốn đăng ký. Năm 2024, tuyển sinh chỉ tiêu 6.610 cho 36 ngành đào tạo với 4 cái phương thức tuyển sinh. Một là cái phương thức xét bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Phương thức thứ hai là sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phương thức thứ ba đó là sử dụng tổ hợp 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ môn. Và phương thức thứ tư đó là sử dụng tổng điểm 3 học kỳ trung học phổ thông, bao gồm học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 của năm lớp 12. Và tổng điểm của 3 môn và 3 học kỳ đạt đủ 18 điểm trở lên thì thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển. Các cái phương thức xét tuyển đó, thì trường dành cái phương thức xét tuyển dành cho các thí sinh mà có cái giải quốc gia hoặc quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo thì từ 0 đến 1%. Và cái đối với cái chương trình đào tạo tiếng Anh bán phần thì trường đã dành cái phương thức xét tuyển số 2 là phương thức xét tuyển học bạ, mà chúng ta thường nói đó là phương thức xét tuyển tổng hợp căn cứ trên điểm trung bình của các môn học, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 cộng với những cái yếu tố về chứng chỉ ngoại ngữ cũng như là cái kết quả học tập của các bạn. Thì đấy là phương thức xét tuyển chủ yếu chiếm tới 62-65% dành cho các thí sinh đối với chương trình đào tạo tiếng Anh bán phần. Cái DVSAT thì cũng dành cho năm nay có một sự khác biệt, đó là dành cho cái hệ chương trình chất lượng cao là tỷ lệ từ 10-14%. Thí sinh sẽ có chỉ tiêu thuộc về cái phương thức xét tuyển thứ ba là phương thức xét tuyển thi đầu vào trên máy tính VSAT. Đây, đối với các phương thức còn lại là phương thức kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đây là ưu tiên thứ ba của trường. Và riêng đối với cái chương trình đào tạo liên kết quốc tế và pathway thì trường sử dụng phương thức xét tuyển thứ năm, đó là phương thức dựa trên cơ sở là xét tuyển học bạ cộng với phỏng vấn để thí sinh có những cơ hội được học tập. Theo luật giáo dục đại học và quy chế tuyển sinh, các trường đại học được tự chủ trong tuyển sinh, xét tuyển, thi tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Hiện nay, các trường đại học sử dụng rất nhiều phương thức xét tuyển, khoảng 20 phương thức gồm xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển bằng điểm học bạ, xét tuyển bằng điểm của các kỳ thi riêng do các trường tổ chức, xét tuyển kết hợp, xét tuyển thẳng theo quy định của các trường. Trong đó, ngoài xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì những phương thức còn lại được xem là xét tuyển sớm. Những năm gần đây, nhiều trường đại học lớn tự tổ chức các kỳ thi riêng như đánh giá tư duy, đánh giá năng lực để xét tuyển đại học hệ chính quy. Tính đến nay, trong số các trường đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024, thì có 11 trường đại học tổ chức các kỳ thi riêng. Hàng chục trường đại học khác trên cả nước cũng sử dụng kết quả của các kỳ thi này làm căn cứ xét tuyển. Đặc biệt, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, kỳ thi sẽ được hơn 100 cơ sở đào tạo đại học và cao đẳng sử dụng điểm để xét tuyển, đã ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay, hơn 96.000 thí sinh dự thi đợt 1, tăng khoảng 5.000 thí sinh so với năm 2023. Trong đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 3.000 thí sinh dự thi.
để đánh giá năng lực thì nó kiến thức nó khá là rộng. Ở ngoài sách giáo khoa thì cũng thấy nhiều đòi hỏi về tư duy nhiều hơn. Em nghĩ là em sẽ rút ra từ những cái sai trong bài thi, với lại có cái tinh thần thực chiến phòng thi là khi vào thi mình sẽ không có cần run nữa. Mình ước lượng được thời gian làm bài thì kết quả của cái bài nó sẽ hiệu quả cao hơn. Đối với em thì em đang chuẩn bị cho chủ yếu là hai phương thức chính, đó là đánh giá năng lực với lại bằng IELTS. Ngoài ra thì em cũng đang suy xét tới xét học bạ cho thử một số trường để xem kết quả của mình như thế nào. Nếu mà có kết quả tốt thì cũng có thể em sẽ dùng điểm xét học bạ. Trước giờ thì em luyện đề trên mạng và cũng đi tìm và đi xin thêm những cái đề để em làm thử. Nói chung là cũng làm được khá khá đề rồi. Trường mà em hướng tới đó là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tìm về phương thức xét tuyển của trường Đại học Kinh tế thì năm 2023 có một bảng xét tuyển gồm phương thức 3, 4, 5, 6 của trường Đại học Kinh tế. Thì với các mức điểm dao động từ khoảng, về phương thức 6 thì dao động từ khoảng 20 điểm cho đến 27 điểm rưỡi. Còn về đánh giá năng lực thì cao nhất năm trước, theo em nhớ không nhầm là khoảng 950 tới 980 điểm. Thì để chuẩn bị cho kỳ thi để có thể vào trường thì em nghĩ 2-3 tháng thì em đã chuẩn bị là ôn đề thi đánh giá năng lực cũng như là học hết chương trình lớp 12 thật sớm để có thể dành nhiều thời gian nhất để luyện đề. Ngoài kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, còn một số lượng không nhỏ các em học sinh Bà Rịa Vũng Tàu dự thi kỳ thi riêng của các trường đại học. Tăng cơ hội trúng tuyển vào trường học, ngành học yêu thích, tạo tâm lý, tự tin trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cơ hội cuối cùng để xét tuyển đại học là lý do vì sao nhiều thí sinh chọn các kỳ thi đánh giá năng lực. Theo nguyện vọng của em thì em sẽ tính đặt nguyện vọng 1 là vào trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với khối ngành chuyên về sư phạm lịch sử hoặc là sư phạm địa lý. Đối với Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thì có một kỳ thi chuyên biệt dành cho tất cả các học sinh được từ khối 11 cũng có thể tham gia, đó là kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt bởi các môn như là toán, văn, anh, qua các môn học tự nhiên như là sinh hóa, sinh học. Đối với em thì em sẽ chọn vào đăng ký vào thi đánh giá năng lực của môn văn. Em đã quyết định là sẽ tham gia vào đợt 3 vào cuối tháng 5. Có thêm các kỳ thi riêng sẽ mở rộng cánh cửa vào đại học. Song nếu ôm đồn quá nhiều kỳ thi sẽ là những áp lực không nhỏ khi các em phải căng mình luyện thi. Tại chương trình tư vấn tuyển sinh đi qua 40 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, cho tạp chí giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục Vũng Tàu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức mới đây, các chuyên gia cũng lưu ý đến các em học sinh cần hết sức cân nhắc việc lựa chọn tham gia kỳ thi đánh giá năng lực. Bởi nếu tham gia quá nhiều kỳ thi, học sinh sẽ khó đảm bảo việc học trên lớp cũng như hạn chế tiếp nhận kiến thức. Trong số hàng chục kỳ thi riêng được tổ chức, thí sinh cần xác định rõ kỳ thi nào là cần thiết, phù hợp với năng lực bản thân để đăng ký dự thi. Ngoài xét tuyển bằng điểm của các kỳ thi riêng, các chuyên gia cũng lưu ý các em học sinh về các phương thức xét tuyển sớm khác như xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển bằng phương thức hỗn hợp hay xét học bạ trung học phổ thông. Tính đến nay đã có hơn 140 trường công bố sử dụng học bạ để xét tuyển, trong đó có các trường top đầu, trường quân đội, trường học viện kỹ thuật quân sự và học viện quân y. Đây là phương thức xét tuyển các em nên lựa chọn nếu kết quả học bạ của các em có lợi thế. Khi xét tuyển theo phương thức này thì các em sẽ yên tâm, giảm áp lực. Tuy nhiên vẫn có nhiều điểm các em cần lưu ý. Hiện nay để vào được cao đẳng đại học không phải là vấn đề khó. Bởi vì theo thống kê hàng năm thì cứ một thí sinh đăng ký thì cái tỷ lệ chọi gần như là một và chưa tới một. Tuy nhiên để tăng cơ hội trúng tuyển vào đúng cái ngành nghề mà các em yêu thích, tại vì học tiếp theo để có một cái nghề mà, thì các em cần lưu ý các cái phương thức xét tuyển. Ví dụ như là đối với học bạ, thì học bạ đối với những cái trường mà trường tốt, những cái trường có thể nói là trường công lập đi chẳng hạn, ví dụ như các trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nói là điểm học bạ nhưng mà điểm học bạ này có điều kiện mà không phải là tất cả các trường trung học phổ thông đều trong đối tượng được xét hết, mà chỉ là công bố trong danh sách, ví dụ hàng những năm qua là 149 trường, còn năm nay thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố học bạ đặc biệt dành cho những em, những trường học và những em giỏi trong cái danh sách các cái trường đó. Còn lại cái số mà học bổng đại trà, còn những cái trường top khác ví dụ như là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, rồi trường Đại học Ngân hàng, trường Đại học Luật vân vân, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, thì nghĩa là những em phải đặc biệt xuất sắc lắm thì các em phải nghiên cứu thật kỹ
Và đối với diện này thì tất nhiên sẽ có những điều kiện và cũng các trường khi xét như vậy cũng sẽ xếp theo thứ tự ưu tiên và các trường cũng sẽ cộng trừ, cộng nhân, cộng trừ điểm học bạ của mình á và sắp theo thứ tự trong cái diện đó. Cho nên các em cũng phải cân nhắc cái mức điểm chuẩn, cái mức điểm mà diện ưu tiên xét tuyển thẳng vào những cái trường mà đặc biệt mà cô Mai vừa chia sẻ đó để các em dự phòng. Với những phương thức xét tuyển sớm, các trường thực hiện nhiều đợt và công bố thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo từng đợt. Các trường đại học khi công bố phương thức xét tuyển sẽ kèm thời hạn nộp hồ sơ cụ thể, nên thí sinh cần chú ý để không bỏ lỡ. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý khi tham gia xét tuyển sớm, dù được công bố đủ điều kiện trúng tuyển nhưng vẫn chưa thực sự trúng tuyển. Thí sinh dù trúng tuyển sớm vẫn phải đăng ký lại nguyện vọng đó lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Nếu không thực hiện đăng ký lại trên hệ thống thì kết quả trúng tuyển sớm sẽ không có giá trị. Nếu đủ điều kiện trúng tuyển sớm khi đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo, thí sinh chỉ cần đạt nguyện vọng 1 là chắc chắn trúng tuyển. Các em nên lưu ý về các cái nguyện vọng để đặt theo cái nào mình yêu thích nhất thì mình đưa lên cái nguyện vọng đầu. Thứ hai là theo dõi các cái lịch của bộ, chẳng hạn khi nào các em đã đặt nguyện vọng rồi thì khi nào cái lịch mà đăng ký để mà về cái cổng của bộ thì phải nhớ lịch để đăng ký một lần nữa thêm lên cổng bộ. Nhiều em là cứ tưởng là xét ở trường xong rồi cái là không có đăng ký lên cổng bộ nên nhiều khi nó bị trễ. Cái cơ hội trúng tuyển thì nó là các cái phương thức xét tuyển thì nó cũng bình đẳng và ngang nhau, tại vì mỗi phương thức nó cũng có một cái chỉ tiêu nhất định, cho nên là các em cũng yên tâm. Nhưng mà để các em có thể yên tâm, nếu mình trúng tuyển xét tuyển sớm rồi thì các em có thể là cái tâm lý nó cũng bớt áp lực hơn. Ngoài nắm vững và vận dụng linh hoạt phương thức tuyển sinh của các trường, việc sắp xếp nguyện vọng một cách hợp lý cũng sẽ giúp thí sinh nắm lợi thế trong cuộc đua vào đại học. Trong chương trình tư vấn tuyển sinh, các chuyên gia khuyên các em học sinh không nên tập trung các nguyện vọng xét tuyển chỉ vào một số ngành hoặc trường có mức độ cạnh tranh đều ở mức cao, tránh rủi ro là không đạt một nguyện vọng nào vì mức độ cạnh tranh quá cao. Cách đơn giản nhất mà lại tốt nhất, hiệu quả nhất cho thí sinh là xếp ưu tiên các nguyện vọng vào trường, vào ngành mà mình yêu thích, đam mê, có sở trường năng lực nhất lên trên. Tuy nhiên, một điều thí sinh không được chủ quan, đó là dù các em trúng tuyển đại học bằng các phương thức xét tuyển sớm thì cũng cần thực hiện tốt quá trình còn lại, đó là hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả tốt nhất. Ngoài căn cứ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, năm nay hầu hết các trường đại học vẫn dành số chỉ tiêu nhất định cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do vậy, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn rất quan trọng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý về những điểm mới trong đề án tuyển sinh đại học 2024 các trường đã công bố từ tháng 1 năm 2024 đến nay, cũng như những lưu ý đến các em khi bắt đầu nộp hồ sơ tuyển sinh bằng các phương thức xét tuyển sớm. Chuyên mục Giáo dục hướng nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.